Sau khi trận đấu chấn động của Hoa Thanh Vân kết thúc, thì những trận đấu tiếp theo cũng diễn ra nhanh chóng, Giang Đô và Vương Lâm cũng dễ dàng giành chiến thắng. Hoàng hôn dần buông xuống thì vòng thi đấu đầu tiên cũng sắp kết thúc, mọi người trên khán đài khi này vẫn đang bàn luận, cuộc thi hôm nay thật sự rất thú vị. Thanh Vân kiếm tông là tông môn chuyên về kiếm thuật, vậy mà Giang Đô này có thể nắm giữ được bí pháp linh phù thượng cổ, tinh thông kiếm thuật và phù trận quả thật lợi hại. Một người khác lại nói, không chỉ Giang Đô mà Vương Lâm cũng có thành tích trong phù đạo, Thanh Vân kiếm tông quả thật là tàng long ngọa hổ, không thể xem thường sau khi kết thúc trận đấu vương lâm và giang đô vội vã trở về khu vực của mình hai người rất phấn khích nói với hoa thanh vân lần này nhờ sư đệ truyền cho bí quyết về bù chú nên mới có thể giành chiến thắng thuận lợi như vậy hoa sư đệ sau này có chuyện gì cần thì cứ nói với bọn ta một tiếng đây có lẽ là những từ mà thanh vân muốn nghe nhất trong cuộc đời tuy trong lòng rất phấn khích nhưng thanh vân vẫn từ tốn nói ta sẽ nhớ thật kỹ những lời này của hai vị sư huynh khi này đệ tử chủ trì cũng lên tiếng trận đấu cuối cùng vòng một tử linh tông tử vân đối chiến nguyễn tâm thiên cung nguyệt khuynh vũ trận đấu này làm cho hoa thanh vân chú ý nhạc kiếm tâm thì hào hứng chờ đợi xem thực lực của huyễn tâm thiên cung xảy ra sao hai người được gọi tên thì nhanh chóng bước lên võ đài nguyệt Khuynh vũ vô cùng tự tin với vẻ đẹp quỷ mị lên tiếng trước tử vân tỷ ta đã được nghe rất nhiều về tỷ hôm nay ta thật rất may mắn khi mình được kiểm tra thực lực của tỷ như thế nào tử vân cầm gậy sắt trong tay đầy lạnh lùng nguyệt cô nương ảo ảnh chỉ là ảo ảnh làm sao có thể chiến thắng được vũ khí thật mọi người trên khán đài cũng phấn kích trận đấu sắp bắt đầu rồi huyễn tâm thiên cung luôn sống tách biệt với thế giới ta thật sự rất mong đợi trận chiến này dưới võ đài tử vân lập tức lao đến tấn công nguyệt khinh vũ nguyệt khinh vũ chỉ khẩy cười bắt đầu tung ra chiêu thức của mình một giây sau thì gậy sắt của tử vân thô bạo đánh xuống vị trí mà khinh vũ đang đứng ngay lập tức một vụ nổ xảy ra nhưng dưới sự kinh ngạc của tử vân bóng dáng của khinh vũ đã tan vỡ thành từng mảnh rõ ràng đây chỉ là ảo ảnh do khinh vũ tạo ra tử vân tức giận sao lại lẫn trốn như thế ảo ảnh chỉ là ảo ảnh ta không tin nó không có điểm yếu cô liên tục tấn công những ảo ảnh mà khinh vũ tạo ra sau một hồi tử vân cũng xác định được vị trí của khuynh vũ cô cấm gậy sắt xuống sân tạo ra một đợt kình khí lan tràn toàn bộ xung quanh những ảo ảnh của khuynh vũ liền bị đánh bay ngay lập tức tử vân đã lao đến vị trí của khuynh vũ nhưng đối diện với đoàn tấn công này khuynh vũ chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên miệng một cách thờ ơ khi tử vân tưởng mình đã bắt được khuynh vũ thì một lần nữa khuynh vũ lại tan biến đây lại là một ảo ảnh tử vân trên mặt hiện lên sự tức giận tự hỏi tại sao lại không bắt được tại sao cô ấy lại di chuyển nhanh như vậy nhưng nghĩ đến đây thì tử vân phát hiện không biết từ khi nào khuynh vũ đã áp sát phía sau mình khuynh vũ còn kề vào tay cô bảo rằng cô đừng xem thường đối thủ khuynh vũ chỉ tay lên trời nói nhìn kìa mặt trăng kia thật quyến rũ tử vân vô thức mà nhìn lên ngay lúc này cô đã trúng ảo thuật của khuynh vũ khi này khuynh vũ tự tin nói vân tỷ bây giờ tỷ đã trúng ảo thuật của ta rồi mọi sự chống cự đều vô nghĩa góc nhìn của khán giả khi này tử vân đang đứng một chỗ rung rẫy trên võ đài còn ở phía xa khuynh vũ vẫn đang đứng một cách thông thả mọi người trên khán đài lại bàn hoàng tử vân còn chưa phát động công kích thì đã bị nguyệt khuynh vũ khống chế đây chính là thực lực của huyễn tâm thiên cung sao thật sự quá đáng sợ ảo thuật được thi triển từ khi nào không ngờ khuynh vũ lại mạnh tay như vậy triệu thiên lộc nhìn về hoa thanh vân tò mò hỏi hoa sư đệ đệ thấy trận đấu này thế nào thanh vân so cảm cảm thán muốn ta xem nó như thế nào sao chuyện này thật khó nghe lời này triệu thiên lộc có chút bất ngờ chẳng lẽ tử vân không hề trúng ảo thuật sao thanh vân vui vẻ nói không chỉ là đã đến lúc đệ tan làm rồi huynh tiếp tục xem đi để đi nghỉ ngơi trước đây nói xong thanh vân nhanh chóng rời đi trong sự ngỡ ngàng của triệu thiên lộc dưới võ đài nguyệt khuynh vũ tự tin nói tử vân tỷ hôm nay tỷ thua rồi nói xong khuynh vũ làm động tác hôn gió ngay tức khắc tử vân té trên võ đài mất khả năng chiến đấu tử vân nhìn khuynh vũ với ánh mắt đầy lo lắng nguyệt khuynh vũ ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh phía trên khán đài kiếm tâm cảm thán cô ta có thể âm thầm tạo ra ảo thuật mà không ai phát hiện và đánh bại đối thủ chỉ bằng một chiêu quả thật là một đối thủ tuyệt vời khi này khuynh vũ nhìn về kiếm tâm tỏa ý nhạc kiếm tâm tôi cũng rất mong được đấu với cô hành động này làm cho kiếm tâm bối rối một chút đệ tử chủ trì thông báo nguyệt khuynh vũ thắng thi đấu vòng một kết thúc các đệ tử của các tông môn xin trở về nơi nghỉ ngơi do tinh thiên tông sắp xếp vòng thi đấu thứ hai sẽ bắt đầu vào sáng mai lúc này bên trong không gian thức hãi của hoa thanh vân thanh vân đang thông thả nghỉ ngơi bên cạnh là tinh tước thanh vân cũng hỏi nhận định của tinh tước về chuyện hôm nay tinh tước vội nói chủ nhân ngài nói về ma chủng mà tinh thiên tông đã kích hoạt sao thân vân gật đầu sau đó nói thêm những ma chủng này rất hiếm gặp ngươi có ấn tượng gì không tinh tước nghỉ ngợi chút lại đáp loại ma chủng này rất giống với khí tức của quỷ vương khi xưa nếu tôi nhớ không lầm là 90% thiên kiêu đều gặp chấn thương ở vòng đầu tiên nếu tinh thiên tông gieo ma chủng lên người bọn họ hậu quả sẽ rất thảm khóc chủ nhân ngày nhất định phải cẩn thận thanh vân gật đầu khuyên vũ còn kề vào tai cô bảo rằng cô đừng xem thường đối thủ chẳng lẽ toàn bộ tinh thiên tông đã bị ma giáo xâm nhập Rốt cuộc Tinh Thiên Tông muốn làm gì trong đại hội lần này? Thời gian này, bên trong đại điện của Tinh Thiên Tông, tông chủ Tô Tinh lên tiếng, "Hạc Minh, ngươi nghĩ thế nào về trận chiến ngày hôm nay?" Hạc Minh quỳ trên đất kính cẩn nói, "Sư phụ, đệ tử đã cẩn thận quan sát mọi trận đấu, trong số các đệ tử kia, ngoài Nhạc Tiếm Tâm và Nguyệt Khuynh Vũ ra thì những kẻ khác không đáng nhắc đến. Kế hoạch lớn của chủ nhân sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào." Lúc này đệ tử chủ trì đại hội cũng bước vào, cô làm lễ với Tô Tinh sau đó thông báo mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Cuộc thi ngày mai chính là ngày chết của những thiên kiêu đó. Tô Tinh hài lòng cho hai người lui xuống, sau khi sự kiện này kết thúc, ta sẽ không thấy hổ thẹn với tổ tiên của Tinh Thiên Tông, sự hy sinh thiên liên cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất, mình xin chân thành cảm ơn.